Chào đón các con trở lại với môn mỹ thuật lớp 2. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu về chủ đề khu rừng nhiệt đới. Bài 4: Chú hổ trong rừng. Các con cần chuẩn bị giấy màu, bút màu, bút chì, kéo, gơm, hồ dán và có thể chuẩn bị thêm những chiếc que. Bài học này giúp các con biết: 1. Nêu được cách thực hiện một số hình thức mỹ thuật để diễn tả vẻ đẹp của những chú hổ. 2. Biết cách tạo hình chú hổ bằng chấm, nét, màu, trang trí. 3. Cảm nhận vẻ đẹp và yêu quý các con vật. Hoạt động 1. Khám phá. Nhắc đến những chú hổ, chắc hẳn các bạn nghĩ đến những hình ảnh dữ dằn và đáng sợ, đúng không nào? Nhưng cũng có những lúc nhìn chúng thật là hiền lành. Và đặc biệt là khi những chú hổ được ở bên cạnh những đứa con của mình, nhìn chúng thật là đáng yêu. Về phần hình dáng thì chú hổ cũng khá là giống với bạn mèo tập thể. Hoạt động 2. Kiến tạo kiến thức, kỹ năng. Ở bên này chúng ta cũng thực hiện 4 bước như sau. 1. Vẽ hình phù hợp với các bộ phận của chú hổ. 2. Cắt dán các bộ phận để tạo hình chú hổ. 3. Trang trí cho chú hổ thêm sinh động. Và cuối cùng, dán thêm que và di chuyển trên bức tranh khu rừng. Cô mời các con cùng quan sát xem cô hướng dẫn chi tiết hơn nhé. Cô vẽ phần đầu, lỗ tai, phần thân có dạng hình chữ nhật. 4 cái chân là 4 hình chữ nhật. Và cuối cùng là một cái đuôi. Bước 2, chúng ta sẽ cắt các bộ phận mà mình vừa vẽ. Và dán sắp xếp các bộ phận lại để tạo thành hình chú hổ. Bước 3, trang trí cho chú hổ thêm sinh động. Ở bước này, con có thể trang trí bằng màu hoặc là con có thể cắt giấy thủ công để dán lên. Cũng như những bài trước, chúng ta sẽ dán thêm que và di chuyển trên bức tranh khu rừng. Cô mời con cùng tham khảo thêm một số sản phẩm của các bạn. Và bây giờ, chắc hẳn các con đã nóng lòng thực hiện sản phẩm của mình. Cô chúc các con sẽ tạo ra được những sản phẩm thật là đẹp nha. Cô tin chắc rằng bằng sự khéo léo và sáng tạo của mình, các con sẽ tạo ra được những sản phẩm thật là đẹp. Clip bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Các con nhớ đón xem clip tiếp theo của cô nha. Các bạn thấy tiết học hôm nay thế nào? Nếu thích, các bạn hãy thả tim cho video này nha. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại trong tiết học sau. Tạm biệt!